Em chào các bác nhé. Hiện tại đang là phiên tối của ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Tối nay thì em vừa mới cập bến được một cái lô hàng Thái siêu đẹp nhá. Đẹp nhất người luôn này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa lan thì em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship nhá. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng. Ngày hôm nay thì em sẽ lên chia sẻ với các bác một số những cái mặt hàng như là hồng cánh sen ôm gỗ này, nhạn va này, phi điệp tím này, phi điệp lưỡi bẹt nhá các bác nhá. Với lại cái sóc tím. Đây em sẽ lia qua toàn bộ những cái mặt hàng mà hôm nay em lên em chia sẻ với cả nhà. Sau đó thì em sẽ đi lên em báo giá nhá. Cái mặt hàng đầu tiên em lên em chia sẻ cùng các bác nó là cái hàng sóc này. Sóc tím của nhà em nhá. Đây này. Ôi. Bà ơi, bà nhấc một cây lên. Đây này, cầm cái chậu này lên này. Hạ thấp 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 xuống. Đấy, một chậu như này em bán với giá là 400k nhá các bác nhá. Mặt hoa của nó đây. Cái sóc này của nhà em nó là cái hàng hoa hè nhá. Hoa sẽ nở rải rác bắt đầu từ tháng 4 dương trở đi ạ. Và trung bình một chậu này nó cứ dao động từ 6 thân đổ lên nhá. Phải tầm 6 7 thân một chậu ấy ạ. Hàng thuần năm thứ 3 rồi về, bây giờ các bác chỉ việc treo lên thôi, treo lên tưới nước cho nó hàng ngày thôi. Này, các bác nhìn cho em những cái đầu rễ sữa nó ra này. Này, đầu rễ mới nó ra nhá. Những cái hàng này này, về mà mọi người thấy có những cái đầu rễ nó khô, nó teo vào này rồi. Các bác cắt nó đi nhá, để cho nó cái rễ mới nó nảy lên, cây nó phát triển nhá. 400k nhá. Cái dòng này thì hoa của nó rất là dài. Đây để mọi người nhìn cái mặt hoa thực tế luôn nhá. So vào người đứa trẻ con này. Nó dài lắm mà cái hoa này nó rất là thơm nhá. Sóc này nó thơm mà nó thơm đậm mùi luôn. Tiếp theo này sẽ xem một mặt hàng tiếp theo nữa, nó là cái hàng nhạn va. Nhạn vàng, hoa vàng lưỡi trắng nhá. Đây là mặt hoa thực tế luôn nhá các bác nhá. Cái màu vàng này của nhà em nó là cái màu vàng tươi nhá. Màu vàng tươi đấy ạ. Đây. Một cây như thế này em bán với giá là 600k này. Trung bình một cây nó cứ dao động khoảng tầm 14 cặp lá đổ lên nhá. Hàng lá mít xếp này. Đẹp chưa? Hàng này về bây giờ các bác sang chậu cho em. Mọi người thích ghép lũa cũng được nhá. Ghép lũa thì các bác cắt cái vỏ bên ngoài đi thôi. Bên trong nó còn một cái đó nhựa này. Mọi người giữ nguyên nhá, giữ nguyên này. Mà đặc biệt lưu ý với mọi người nhá, là cái cây này này, nó đẻ con rất là sai. Đẻ con rất là sai nhá. Về bây giờ các bác cứ sang cho em một cái chậu to hơn nhá. Cái giá thể to hơn. Đây. Nhạn này thì hoa nó sẽ nở rải rác bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 dương nhá. Tháng 4 đến tháng 10 dương. Đây này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ thơm nhá. Hoa nhạn này nó rất là thơm. Thơm và bền. 600k một cây nhá. Ôi đẹp dã man luôn. Hàng bao đẹp bao lỗi lá nhá. Không có một vết xước luôn này. Đây các bác nhìn cho em này. Zoom kỹ luôn nhá. Cái hàng này thì em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Đối với cái nhạn này này, bảo hành mặt hoa cho các bác luôn. Nó không phải là cái hàng trôi nổi như ở trên thị trường đâu nhá. Riêng đối với cái nhạn va này em bảo hành mặt va cho mọi người. Tiếp theo này, sang một cái mặt hàng tiếp theo nữa, nó là cái hàng hồng cánh sen nhá. Hồng cánh sen đợt này là em về cái hàng ôm gỗ. Đây. Giá đợt này cũng rất là yêu thương nhá. Bảo hành mặt va luôn này, chuẩn hồng cánh sen. Hàng 100% đang nhú nụ rồi. Nó mới nứt nụ ra thôi ạ. 350k một bảng như thế này. Trung bình một bảng này em đếm luôn này, 2 này, 4 này, 6 này. Nó cứ dao động khoảng tầm từ 5 cặp lá đổ lên cho em nhá. Đây, em vạch luôn cái nách ra cho mọi người xem luôn này. Để cái nào thì nó dễ nhá, không là nó vỡ hết lá. Có nụ hết rồi nhá các bác nhá. Có nụ 100% rồi, thế nhưng mà đây này. Nó chỉ hơi nhú nhú hạt gạo lên thôi. Mà bây giờ tách nó ra mạnh tay quá em sợ là nó vỡ lá nhá. Đây này mọi người nhìn thấy không ạ, thấp thoáng này. Thấp thoáng nhá. Đấy, trắng trắng ấy ạ, cái đầu hạt gạo trắng trắng đấy ạ. Hồng cánh sen này nhá.
chuẩn mặt hoa cho các bác. Nhà em bảo hành mặt hoa cho mọi người này. Và hàng thì 100% đang nhú hạt gạo hết rồi. Cái hàng này nó là cái hàng thuần bước sang năm thứ tư rồi. Về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc cái móc này lên, các bác treo lên thôi nhá. Đây, mọi người ngoặc lên, mọi người treo lên như này này. Cây siêu đẹp nhá. Cái hàng này thì em cũng bảo hành cho mọi người, bảo hành mặt hoa này. Bán cho các bác là toàn bộ là hàng lá kẻ chỉ thiên nhá. Bao đẹp bao lôi lá này. Đó, đây mọi người nhìn cho em này, cuống hoa cũ này. Cuống hoa cũ nhá. Hàng này về mọi người trồng chậu cũng được. Trồng chậu thì mọi người cứ để nguyên cho em cả cái cục này, mọi người thả luôn vào chậu nhá, thả luôn vào cái chậu là được. Tiếp theo sang một cái mặt hàng nữa, nó là cái hàng phi điệp lưỡi bẹt. Đây. Hàng vừa về em chưa kịp dỡ nhá. Quay vội cho các bác rồi mai em dỡ ra em quay chi tiết sau nhá. Này, 130k một bảng nhá. Hàng siêu dài luôn. Trung bình một bảng thì nó cứ dao động khoảng tầm từ 4 ngọn đổ lên cho em này. Mặt hoa của nó đây nhá các bác nhá. Phi điệp lưỡi bẹt nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cực kỳ dài nhá. 130 nhá, đây là hàng là em vừa mới dỡ ở trong thùng ra cho nên là nó chưa hồi cây nhá. Mai nó hồi cây em treo lên nhìn đẹp lắm. Nó đúng như cái mảnh mảnh ấy ạ. Đó. Phiên ngày hôm nay thì em chỉ lên một số những cái sản phẩm như thế. Các bác mà mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhé. Rồi thì em xin phép em dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào mọi người nhé.